Chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng tin nhắn nhanh trong Zalo, một trong những tính năng rất là hay. Đầu tiên chúng ta sẽ vào kích vào mục cuối màn hình và chúng ta kích vào, chọn đến nút bánh xe phần cài đặt và di chuyển đến phần tin nhắn và vào mục quản lý tin nhắn nhanh. Chẳng hạn ví dụ mình đã tạo là tin nhắn nhanh là tài khoản ngân hàng ACB. Phần này các bạn là viết tắt, không có dấu và không có tách ra, nghĩa là làm được mặc định, chỉ được chữ số và chữ cái không dấu. Chẳng hạn mình cài đặt ở đây là tài khoản ngân hàng ACB. Phần nội dung mình sẽ ghi họ tên tài khoản, viện văn A, số tài khoản, chi nhánh quận nhất Hồ Chí Minh chẳng hạn, sau đó mình sẽ lưu lại. Rồi chẳng hạn mình tạo thêm một cái nữa, phần này ví dụ ở đây mình ghi là địa chỉ chẳng hạn, hay là báo cáo chẳng hạn, báo cáo nhanh chẳng hạn. Thì phần nội dung tiếp theo, ví dụ như một nội dung là phần A, phần một là chẳng hạn ở đây mình bấm là sản phẩm SB1 bao nhiêu đó mình để sẵn đấy. Rồi phần thứ hai chẳng hạn như là mình bấm là sản phẩm số 2 SB2 mình chưa sẵn đó. Khi mà mỗi lần mình báo cáo hàng ngày hay là hoặc hàng tuần thì mình vào đây, mình chỉ cần gọi nó ra, sau đó mình điền kết quả ra thôi, sau đó mình lưu. Rồi như vậy là mình có hai cái báo cáo nhanh ở đây, hai cái tin nhắn nhanh ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần tin nhắn và cách nó gọi nó ra để sử dụng. Ở video này bây giờ mình muốn gửi cái số tài khoản của mình cho một cái cá nhân nào đó thì mình sẽ kích vào phần tin nhắn và chúng ta sẽ di chuyển đến cái phần dấu xoẹt chéo ở đây, lập tức là sẽ hiện lên. Ví dụ mình nếu mình không nhớ thì mình sẽ kéo trên xuống, còn các bạn nhớ thì các bạn sẽ bấm vào nhớ cái tên. Ví dụ như mà hồi nãy mình bấm là tài khoản ACB chẳng hạn thì nó lập tức hiện ở đây và chúng ta kích vào đấy, sau đó chúng ta gửi rất là nhanh. Hoặc là phần báo cáo nhanh này mình sẽ bấm xoẹt, mình sẽ bấm ECN thì lập tức cái phần tin nhắn đã ghi lên và đây chúng ta sẽ điền chẳng hạn là 200 sản phẩm một ngày hôm qua mình sẽ bán được như vậy, báo cáo cho cấp trên, mình bấm enter rất là nhanh. Cách sử dụng tin nhắn nhanh này rất là tiện lợi, các bạn nhất là hãy sử dụng giao dịch thường xuyên, số tài khoản ngân hàng hoặc là địa chỉ thì chỉ cần mình lưu ở tin nhắn nhanh thì mình gọi ra trong tích tắc là có ngay. Và cách xóa tin nhắn nhanh thì mình cũng vào tương tự phần cài đặt và phần tin nhắn nhanh, tin nhắn và quản lý tin nhắn nhanh thì mình sẽ bấm và xóa nó đi, xóa tin nhắn nhanh đi. Đó, tiếp tục mình xóa tiếp thì một ứng dụng rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta sử dụng Zalo. Mong các bạn thực hiện thành công. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.